Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tải và cài đặt phần mềm Sky cho máy tính Để tải và cài đặt phần mềm Sky cho máy tính đó, thì chúng ta sẽ làm theo các bước sau đây Bước đầu tiên đó, các bạn chúng ta sẽ mở trình duyệt web lên Tiếp theo đây các bạn chúng ta sẽ truy cập vào web có địa chỉ là sky.com Rồi bây giờ tôi sẽ truy cập vào web có địa chỉ là sky.com Tôi bấm Enter Rồi sau khi đã vào sky.com rồi á Tiếp theo đây các bạn chúng ta sẽ chọn một là download rồi sau đó ở đây. Các bạn chúng ta sẽ chọn vào dòng là Get Sky for Windows 10 và Windows 11. Rồi bây giờ các bạn chúng ta sẽ bấm vào. Thì lúc này á nó sẽ hiển thị một thông báo là mở bằng Microsoft Store. Đó, nếu mà các bạn chúng ta muốn là tải phần mềm Sky bằng Microsoft Store thì đây, các bạn chúng ta sẽ chọn vào mở Microsoft Store, bấm vào. Thì lúc này á nó sẽ mở bằng Microsoft Store. Tiếp theo đây, các bạn chúng ta sẽ chọn vào get để chúng ta tiến hành là tải ứng dụng Skype về máy tính. Sau khi tải thành công á, nó sẽ tự động cài đặt luôn. Thì đây, phần mềm Skype á nó có dung lượng là 120.3 MB. Đó các bạn chúng ta đợi vài giây để cho nó tải thành công. Rồi sau khi tải thành công á Nó sẽ tự động cài đặt Đó như vậy là Nó đã cài đặt thành công Ở đây á Nó hiển thị từ Open á Tức là tôi đã cài đặt thành công rồi Bây giờ tôi sẽ mở phần mềm Sky lên này Bấm vào Open Thì các bạn thấy lúc này á Phần mềm Sky Nó sẽ khởi động lên Bây giờ tôi bấm vào Let Go Rồi tiếp theo đây tôi sẽ tiến hành là Đăng nhập tài khoản Sky của tôi Thì ở lần đầu tiên á nó chạy hơi lâu nha. Còn lần thứ hai, thứ ba trở đi á nó sẽ nhanh hơn. Rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành là đăng nhập tài khoản Sky của tôi vào. Rồi đây tôi đã nhập sai tên tài khoản. Bây giờ tôi sẽ nhập lại này. Rồi tiếp theo đây tôi bấm vào net sau đó ở đây tôi sẽ tiến hành là nhập mật khẩu Bấm vào sign in này Để tiến hành là đăng nhập Đó như vậy là Tôi đã đăng nhập thành công này Đó Rồi nếu mà các bạn chúng ta muốn là Đưa ứng dụng Sky Xuống thanh chất 3 Của Win 11 Hoặc là đưa ứng dụng Sky Vào nút Star Thì các bạn chúng ta sẽ làm như sau này ở đây các bạn chúng ta sẽ vào ô tìm kiếm. Sau đó các bạn chúng ta sẽ vào ô tìm kiếm ở đây. Nhập từ khóa là Sky. Thì lúc này á, ứng dụng Sky nó sẽ xuất hiện. Bây giờ các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột vào nó để đưa ứng dụng Sky xuống thanh tác 3 Thì ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn là pin to tắc ba thì các bạn thấy lúc này á ứng dụng sky nó đã được đưa xuống thanh tác ba còn nếu mà các bạn chúng ta muốn là đưa ứng dụng Sky vào nút Star thì ở đây các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột vào nó, chọn vào pin Star. Thì lúc này á chúng ta đã đưa ứng dụng Sky vào nút Star. Bây giờ tôi kéo xuống này. Thì bạn thấy đây này, chúng ta đã đưa được ứng dụng Sky vào trong nút Star. Bây giờ mỗi lần các bạn chúng ta muốn là truy cập vào Sky, chọn vào nút Star này, kéo xuống bấm vào sky đó hoặc là cách thứ hai á các bạn chúng ta sẽ mở phần mềm sky trên thanh chất ba các bạn bấm vào thì lúc này á nó cũng mở phần mềm sky rồi như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách tải và cài đặt phần mềm sky cho máy tính trên windows 11 nếu thấy video hay hữu đó thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn các bạn đã theo dõi